Tu lịch. Lick my balls. Đến với năm 2022, thứ mà ai cũng thấy là sẽ đến ngay sau năm 2021, bởi vì đó là cách mà đếm số hoạt động. Bạn đã sẵn sàng cho một năm bình yên, đứng sáng thế thì chưa, và ngài đã để dành cho bạn 365 ngày của biến động nhưng mà vẫn cực kỳ vô lo của 2022. Sau khi 2021 mang đến những chủng loại Covid mới, những cuộc tranh luận một người nói 100.000 người xem, những bài học về tình cảm gia đình và 1001 câu chuyện ý nghĩa khác, 2022 đã đến trong thị trấn với nguồn năng lượng hoàn toàn mới, go ghi hơn, vô tư hơn, nhưng mà nó cũng cực kỳ bình thường, đồng thời trả lời câu hỏi để chấm dứt cuộc tranh luận kéo dài hàng thập kỷ giữa Rincon và Rocon với sự chiến thắng oanh liệt của Messi, không phải trong việc ảnh có được World Cup, mà là trong việc ảnh của anh có nhiều like hơn một quả trứng. Giờ đây fan của Ronaldo đúng là không nơi nương tựa, bị đẩy xuống đáy xã hội một cách không thương tiếc, nhưng mà cũng không có gì phải buồn. Messi là số 1, nhưng Ronaldo vẫn là duy nhất. Hoặc duy đỗ, người có một năm 2022 không như mong đợi khi World Cup mang mọi người đến với chân cầu, thì anh 7 được mang đến một lá thư cảm ơn, một chiếc áo tàng hình. Tuy nhiên anh 7 cũng nên vui trở lại, vì bên cạnh anh luôn có những người ủng hộ thầm lặng, những người chỉ biết sống trong quá khứ, cụ thể là thế kỷ 20, vì đi đâu ai cũng... Tạm biệt Covid và những tháng ngày ăn bám bố mẹ để chào đón một năm 2022 vô tư vô lo, vì những người cần lo thì đã vô tù. Năm mà nấu cơm chỉ mất 5.000 hoặc ít hơn. Bữa cơm 5K thật nhá. Nếu bạn đang căng cực thì hãy làm 2-3 con mực. À mà đấy có phải động đất không? Không phải, đấy là số lượng hoa hậu đang đi lên. Vì năm nay ra đường gặp 10 người thì 5 người là hoa hậu, 5 người còn lại là hoa hậu nhưng đang chờ đổ xăng. Cất đi bộ mặt chán trường của giãn cách và xỏ đôi giày vào để đến với một năm 2022 thoải mái và vô lo. Đến nỗi giới trẻ và các idol của họ thi nhau chui xuống đáy xã hội và xây dựng được một hệ sinh thái phong phú, nơi gia đình villa, gia đình đom đóm, Weibo, Vodger, Fan MU, Fan Navi tụ họp để chứng kiến những bộ phim Việt đỉnh cao như một bộ phim tri ân thành công trong việc không hề tri ân, một bộ phim lịch sử thành công trong việc không tái hiện thành công lịch sử, bộ phim đi đầu điện ảnh Việt Nam trong việc đi lùi, và bộ phim thả lùi chứ không quyết tiến lên. Không chỉ ở tại Việt Nam, đáy xã hội còn được tiếp đón những bộ phim mang tầm cỡ thế giới với doanh thu đủ để bạn đi ăn Manhwa trong vòng 1 năm. Đến giờ Morbin rồi. It's Morbin time. Nhưng mà thực sự hết năm nay phim dở vãi, chả phim nào hay. Nhưng mà cơn khát nội dung của cộng đồng mạng không chỉ dừng lại ở đó, thế nên là TikTok xuất hiện với sứ mệnh giải thoát người xem khỏi những bộ phim chất lượng kém bằng những video với chất lượng còn kém hơn. Mày sống được mấy đời? Nơi hàng loạt các idol giới trẻ làm việc mà họ vẫn luôn giỏi làm, như lượn lờ ngoài sân bay, lượn lờ trong sân bay, đi thi hoa hậu nhưng mà ở nước ngoài, thể hiện sự mến thương với người già, hello bà già nghèo khổ, thể hiện sự uyên bác trong việc đặt tên. Nhưng mà sự ý nghĩa không chỉ được thể hiện trên mạng mà còn được mang đến ngoài đời trong những hành động như trang trí giường cho chồng, quan tâm chồng người khác. Nhưng mà sau cùng thì tình yêu thiêng liêng nhất vẫn là tình mẫu tử. Các bậc phụ huynh đã thành công xuất sắc trong việc yêu thương con bằng những cách như Làm thế này trên mạng. Con cái cũng không phụ lòng cha mẹ khi đã biết tự học hỏi thêm nhiều thứ trên mạng, từ tiếng Trung, tiếng Anh, I love you, please suck my, cho đến sinh học và những bài học về niềm tin trong cuộc sống. Là tin chuẩn chứ anh. Luôn luôn tìm tòi khám phá những cái mới. Và kết quả là ông già Noel và ông Đa không còn là hai ông trending, mà là những người đàn ông cao quý khác như ông Liêm. Liêm nào? Liêm hay không vậy? Ông Lịch. Lịch nào? Lick my balls. Ông Sắc. Sắc nào? Suck my dick. Và đặc biệt là ông Gif. Ông Gif nói give me Messi or Ronaldo, give me Neymar or Mbappe. Năm nay còn đánh dấu cột mốc quan trọng khi nền âm nhạc nước nhà đã vươn tầm thế giới. The Weeknd cũng phải nhập tịch Việt Nam. Những tài năng âm nhạc tự đi lên bằng thực lực và bằng cách giấu kỹ đến nỗi không ai biết. Chú giấu kỹ quá, anh chẳng biết gì cả. Nhưng cũng có những người quá tài năng đến nỗi không thể giấu được. Các bài hát của Việt Nam trở nên viral đến mức tắt âm lượng khi lên mạng sẽ trở thành một trend mới, khi mà không ai muốn biết Hoàng Yến Chibi chia tay có dễ không. Anh muốn chia tay á, anh muốn lật kèo á. Dạ sợ chắc chắn như thế rồi ba cha. Ngô Kiến Huy bảo ai đứng im. Tất cả đứng im, nghe xong câu đó tự nhiên anh đứng tim. Và Chibu có sashimi hay không. Nhưng mà chắc chắn các cá mập sẽ có, không chỉ ăn sashimi tại iSushi như người bình thường, họ còn chén luôn cả búp bê và lương của nhân viên. Cũng trong năm này, chúng ta có các đơn vị tiền tệ mới khi đơn vị Jack từ 5 triệu đã xuống thành 0 đồng, bổ sung thêm nhiều mệnh giá mới như một nô bằng 7,5 triệu, một villa bằng 400 triệu, một tina bằng 17 tỷ, đồng hành cùng loại hình 14 tỷ và Johnny 35 tỷ. Việt Nam cũng đã dẫn đầu trong ngành khoa học thế giới khi vô tình để lộ ra căn cứ nghiên cứu bí mật hơn cả khu vực 51 mang tên Bình Dương.
chính thức chiếm toàn bộ spotlight của Thanh Hóa, giúp nhận thức của giới trẻ về sinh học trở nên đa dạng hơn về các chủng tộc mới, các loài động vật quý hiếm chưa từng xuất hiện trong lịch sử và những điều độc lạ còn hơn cả Alabama và Ohio cộng lại. Tuy nhiên, nếu mà không tính tất cả những thứ tiêu cực thì chính ra năm 2022 cũng tích cực phết. Người dân sống vô tư hơn, du lịch phát triển mạnh, điện ảnh Việt Nam đã có chỗ đứng trên thế giới, thể thao Việt thành công trong việc tổ chức SEA Games 31 và đội tuyển Việt Nam đã đến với World Cup. Với một năm vô tư như vậy thì còn ngại gì mà không mở tiệc cuối năm? Và còn địa điểm nào hoàn hảo hơn là chỗ nhà hàng sang xịn mịn của Golden Gate với dịch vụ chuyên nghiệp đa dạng, từ lẩu nướng phong cách Nhật, Á, Âu như Kichikichi, Manhwa, Gogi, Aichushi, Shogun, Sumo hay ăn nhậu cùng Vuvuzela, City Station. Với ưu đãi đoàn đông lên đến 15%, Golden Gate luôn sẵn sàng cho một bữa tiệc cuối năm hoành tráng và sum vầy bên gia đình, người thân, anh em, bạn bè. Bạn có thể tham khảo các ưu đãi ở phần mô tả và bình luận. Với sự tham gia của môn thể thao của năm, đánh gôn, nghề của năm, làm hoa hậu, địa danh của năm, Bình Dương, những thương hiệu của năm bạn có thể ghé qua. 2022